Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ là giữa tháng 9 2024 rồi. Thì là chuẩn bị các cái đồng altcoin, Bitcoin altcoin là chuẩn bị có một pha tăng giá rồi. Theo mình thì là các cái đồng altcoin sẽ tăng trước. Vì vừa rồi là đồng altcoin nó chỉnh trước mà. Nó điều chỉnh trước nó đều chia 5, chia 10 hết rồi. Và nó điều chỉnh trước với Bitcoin. Thì sắp tới đây sang khoảng tháng 10 là bắt đầu nó sẽ tăng giá lại nhé. Tăng lại sẽ có một cái pha tăng lên khoảng tầm nhân 3 nhân 4 nhân 3 nhân 4 lần này. Thấp thì cũng nhân đôi, còn không thì cũng tầm nhân 3 nhân 4 lần rồi nó lại điều chỉnh sau. Nhưng mà sẽ có một pha đi lên này nhé. Uptrend hay là gì đi nữa thì nó cũng chỉ là tên gọi thôi, nhưng mà theo mình là chuẩn bị có một pha tăng giá đi lên nhé. Hồi hay là uptrend nhất gì nó cũng chỉ là cái ngôn ngữ thôi. Đấy. Thì chuẩn bị có một pha tăng giá. Anh em nên chuẩn bị nắm bắt cơ hội. Thì theo mình thì sẽ có một pha tăng giá tiếp theo đây nhá. Một pha bật lên kiểu này. Đấy, bật lên này. Thì thường mỗi một pha bật nó thường nhân đôi, nhân ba gì đó, sau đó mới lại điều chỉnh tiếp sau. Thì nếu mà có mua thì thời điểm hiện tại là có thể mua được rồi. Mua sau đó ngồi chờ chứ đừng để cho nó chạy rồi bắt đầu mới mua. Đấy, mua xong rồi ngồi chờ nó bay, còn hơn là nó bay rồi bắt đầu mới mua nó rất dễ gọi là đu cái giá nó hơi cao. Sao có một pha tăng giá anh em, hầu hết là các altcoin là sẽ tăng trước đấy. Chứ không phải là Bitcoin đâu, Bitcoin chỉnh sau, altcoin nó chỉnh trước thì cho mình altcoin sẽ chạy trước nha. Sau khoảng tầm tháng 10. Bây giờ tháng 9 rồi, giữa tháng 9 rồi, sang tầm khoảng tháng cuối tháng 9 rồi, khoảng tháng 10 là sẽ bay đấy.